Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện của các biến chủng mới, hiện nay Đà Nẵng vẫn đang tập trung nâng cao độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 ở các nhóm tuổi. Sau đợt cao điểm trước thềm năm học mới, hiện nay, ngành y tế thành phố tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương tiêm chủng cho học sinh các lứa tuổi trên địa bàn. Tùy theo thực tế từng địa phương, các điểm tiêm chủng đã được thiết lập trên tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đưa trẻ đi tiêm chủng. Sau khi học sinh đã tựu trường thì hiện các địa phương chủ yếu tổ chức tiêm tại các cơ sở y tế và tiêm cả những ngày nghỉ. Bản thân gia đình đó là thấy cái dịch Covid là rất là nguy hiểm nên là tất cả cả gia đình rồi cả nhỏ thì cũng đều tiêm đầy đủ hết. So với bình quân chung cả nước thì hiện Đà Nẵng vẫn nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ đạt thấp. Cụ thể, độ bao phủ mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi mới đạt 36,2%. Với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ mũi 1 mới đạt 67,5% và mũi 2 là 31,9%. Trong khi đó, với nhóm từ 18 tuổi trở lên, thì tỷ lệ tiêm mũi 4 cũng tăng lên khá chậm. Còn nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó do dịch bệnh được kiểm soát nên nhiều người đã chủ quan. Địa phương cũng đã tổ chức chỉ đạo cho các cơ quan ban ngành đoàn thể vào cuộc. Trước hết là chỉ đạo cho các phường thực hiện tuyên truyền trong khu dân cư, chỉ đạo ở trung tâm văn hóa, thể thao thường xuyên tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vaccine để người dân được biết. Chỉ đạo các hội như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, mặt trận cùng tham gia vào cuộc để tuyên truyền. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu ngành y tế và các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thì việc nâng độ bao phủ vaccine sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục thích ứng an toàn với COVID-19, đẩy nhanh hơn nữa việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố.